Chào mọi người nha. Thì tại mình vừa xử lý xong sản phẩm vàng số Patius DSP 6700. Lỗi của sản phẩm là bị treo dòng chữ sĩ tử Lạc Đình. Hiện tại đã sản phẩm này đã xử lý ok này. Đó. Lỗi ban đầu đã bật lên là nó hiện dòng chữ sĩ tử Lạc Đình và 345 cái dấu chấm ở bên dưới cái dòng chữ sĩ tử Lạc Đình ở dòng dưới ấy. Thì nó sẽ nháy qua nháy lại từ trái qua phải, từ phải qua trái và không thể truy cập được vào màn hình menu này. Và tất cả các cái đèn lên là đều sáng rực, không bấm được cái gì cả. Thì ở cái video này mình sẽ phân tích cụ thể những cái lỗi mà có thể sinh ra trên cái dòng này. Đó thì nếu mà chẳng may mà mọi người những ai đang dùng cái dòng vang số này mà bị lỗi, đó thì có thể cân nhắc mọi người nhé. Thứ nhất đó là cái lỗi bị báo dòng chữ sự loading. Cái dòng dưới là các cái dấu chấm cháy qua nháy lại. Đó là lỗi đầu tiên. Lỗi thứ hai là lỗi bị có thể là khách hàng nghịch xong là bị khóa mật khẩu ấy mà không mở được, hoặc kỹ thuật viên đến cũng không mở được bằng máy tính thì hoàn toàn có thể phá khóa được. Cái lỗi tiếp theo là lỗi không kết nối được vào máy tính qua cổng USB này. Mọi người nhá, không kết nối được vào máy tính qua cổng USB. Lỗi có thể là vang bật lên vẫn truy cập vào menu bình thường, tất cả thông số bình thường. Đó. Nhưng mà đầu ra không có tiếng, mất cả nhạc cả mic. Đó cũng là một lỗi. Mời nhá. Tiếp theo đó là cái trường hợp mà có thể bị nghẹt tiếng mic. Tức là khi chúng ta tác động tiếng mic nhỏ vào micro ấy, thì vang xuất tín hiệu xuống đẩy đẩy xuất ra loa ấy. Thì nghe tiếng rất trong, nhưng mà chúng ta tác động tiếng mic lớn vào thì sẽ bị rè nghẹt tiếng mic. Tiếng mic rất là rè nghẹt, cực kỳ khó chịu. Đó cũng là một bệnh mà có thể gặp trên cái dòng này. Đó, bệnh tiếp theo là bệnh có thể bị mất mất nhạc chẳng hạn, hoặc là rè nghẹt nhạc. Đó. Thì cũng có một số cái trường hợp là bên mình cũng đã gặp là vang bật lên chạy một lúc sau đó bị sập. Đó, bị sập và khởi động lại ấy. Thì cái trường hợp này cũng có gặp. Mọi người nhá. Thì đó là những cái lỗi mà bên mình đã từng gặp và xử lý sửa chữa thành công trên cái dòng này. Đó, model là Patriot DSP 6700. Mọi người nhá. Đó thì mọi chi tiết thắc mắc nhu cầu về xử lý sửa chữa các cái lỗi trên cái dòng vàng số này, đó thì mọi người có thể liên hệ trực tiếp theo số thoại 0868 599 64 để gặp trực tiếp kỹ thuật viên để được tư vấn mọi người nhé. Có thể chúng ta sẽ quan sát là ruột giống như thế này, nhưng mà cái tên model in khác hoặc tên thương hiệu sẽ in khác mọi người nhé. Cái này thì tùy theo từng đơn vị họ đặt hàng thôi. Và cái dòng vàng số này nó thuộc về công ty sản xuất là công ty HM bên Trung Quốc. Đó. Còn những cái tên thương hiệu là Patriot này, có thể hoặc là AAP này, hoặc là rất nhiều những cái thương hiệu khác, có thể in những cái thương hiệu khác, nhưng mà về cái nền tảng dạng phần cứng phím như này, chúng ta nhìn dạng như thiết kế như này, và đặc biệt là cái ruột gan như này thì đều là của HM bên Trung Quốc sản xuất mọi người nhá. Đó thì mọi chi tiết thắc mắc nhu cầu đó thì mọi người liên hệ trực tiếp theo số thoại 0868 599 64 để gặp trực tiếp kỹ thuật viên mọi người nhá, nếu chẳng may có sản phẩm bị lỗi hỏng. Đó thì mọi người những ai mà yêu quý kênh, đó, chưa bấm đăng ký kênh thì có thể bấm đăng ký kênh và kích vào nút hình quả chuông thông báo ở góc phải dưới video của màn hình. Đó để thường xuyên theo dõi và cập nhật những video clip mới nhất mà kênh có đăng tải và cập nhật lên hàng ngày mọi người nhé.